Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long của Việt Nam. Cầu nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 125 km về hướng Tây Nam trên quốc lộ 1, là trục giao thông chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đầu cầu phía bắc thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đầu cầu phía Nam thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đã có bến đò tại làng Mỹ Thuận, huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường, nay thuộc xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bến phà cỡ lớn được xây dựng vào khoảng năm 1910 khi giao thông từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây phát triển. Năm 1950, Hoa Kỳ đã từng có ý định cung cấp vốn cho chính quyền quốc gia Việt Nam xây dựng một cây cầu thay thế cho phà Mỹ Thuận nhưng thất bại. Giữa thập niên 1960, công ty Nippon Koei của Nhật Bản đã hoàn thành thiết kế đồ án và được lựa chọn làm nhà thầu, nhưng dự án lại bị hủy do khó khăn về tài chính. Và hơn 30 năm sau, tháng 5 năm 1993, trong chuyến thăm chính thức Australia của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dự án xây dựng một chiếc cầu hiện đại bắc qua sông Tiền ở khu vực phà Mỹ Thuận được đem ra bàn thảo và được chính phủ Australia chấp thuận. Năm 1994, các công ty của Australia bắt đầu nghiên cứu khả thi các giải pháp kỹ thuật, cuối cùng đưa ra phương án một chiếc cầu dây văng có hai nhịp lớn vượt sông Tiền. Tổng nguồn vốn đầu tư thời bấy giờ là 90,8 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 11 năm 1995, hai chính phủ Việt Nam và Australia ký biên bản thỏa thuận. Chính phủ Australia tài trợ 66% và vốn đối ứng của Việt Nam là 34%. Chủ đầu tư của dự án là Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Australia tại Việt Nam. Tổng thầu của dự án là công ty Borderstone Honeybrook của Australia và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 Cienco 1 của Việt Nam. Cầu Mỹ Thuận được thiết kế là cầu treo dây văng theo hình rẻ quạt với hai mặt phẳng dây cách nhau 18,6 mét. Tổng chiều dài cầu là 1.535,2 mét. Trong đó, phần cầu chính dây văng dài 660 mét, phần cầu dẫn dài 875,2 mét. Mặt cầu có 4 làn xe cơ giới, 2 lề bộ hành, tổng cộng rộng 23 mét, độ cao thông thuyền đạt 37,5 mét và có độ dốc là 5%. Trụ tháp cầu hình chữ H bằng bê tông cốt thép cao 123,5 mét tính từ đỉnh bệ cọc, 84,43 mét tính từ mặt cầu. Kết cấu móng trụ tháp gồm 16 cọc khoan nhồi có đường kính 2,5 mét, khoan sâu đến 90 mét tháp bờ bắc và sâu 100 mét tháp bờ nam.
Sơ đồ bố trí dây vang cầu Mỹ Thuận theo hình rẻ quạt semi-han với hai mặt phẳng dây cách nhau 18,6m. Các cặp dây vang thượng, hạ lưu được bố trí đối xứng qua mặt phẳng thẳng đứng đi qua ti dọc của cầu. Toàn cầu có 128 dây vang chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 16 dây. Dây vang ngoài cùng dài nhất có số tao lớn nhất 68 tao, dây vang ngắn nhất gần tháp cầu nhất có số tao nhỏ nhất 22 tao. Phần cầu dẫn dài 875,2m gồm 22 nhịp. Mỗi bên gồm 9 nhịp 40m, 1 nhịp 38,8m và 1 nhịp 43,8m đều có dạng dầm bê tông dự ứng lực đơn giản lắp ghép kiểu Super T có hình hộp hở. Phần đường dẫn hai đầu cầu rộng 21,5m gồm 4 làn xe cơ giới 2x8m, 2 làn xe thô sơ 2x2m, giải phân cách giữa 0,6m lề đất 2x0,6m. Đường dẫn phía bờ bắc dài 166,7m và bờ nam dài 118m. Ngày 6 tháng 7 năm 1997, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia cùng lãnh đạo hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long phát lệnh khởi công xây dựng cầu Mỹ Thuận. Xây dựng trụ tháp. Cáp vang đầu tiên được kéo. Tiếp tục xây dựng để nối hai bờ sông Tiền. Những nốt dầm cuối trước khi hợp long. Lắp xe đúc dầm hợp long. Đổ bê tông dầm hợp long cầu Mỹ Thuận. Ngày 21 tháng 5 năm 2000, cầu Mỹ Thuận được khánh thành. Một ngày đáng nhớ của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tham gia buổi lễ khánh thành. Người dân từ các tỉnh đổ về để xem cây cầu dây vang hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Hơn 20 năm sau ngày cầu Mỹ Thuận khánh thành, Việt Nam đã đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Nếu như cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây vang hiện đại đầu tiên của Việt Nam thì cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu đầu tiên mà người Việt tự chủ hoàn toàn từ nguồn vốn đến công nghệ xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư là 5.003 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Triển khai thi công vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 và chính thức thông xe vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn có tổng chiều dài 6,61 km, trong đó phần cầu vượt sông dài 1.906 m, mặt cầu rộng 25 m. Kênh sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cầu Mỹ Thuận 2 trong video sau.